Nani? Ê, cà phê đây. Hả? Gì? Đưa cà phê đây. Đưa lên cà phê đây. Ai vậy? Phui. Đứng sân khấu lớn hầu lơ, Edgy Rider, tụi nó đứa nào cũng phải biết. Mày dạy con những phương hướng đi của tao, những thứ tao có được mày lại khác câu đầy được đây thêm muốn.